vì sao sư thích minh tuệ thuyết phục nhân tâm của tác giả đỗ duy ngọc đất việt hãy xem sư minh tuệ là bậc chân tu bậc chân tu đó như luồng ánh sáng soi rõ đám tà tăng sàm tăng ác tăng ở trong các chùa to tượng lớn đang mê muội nhiều người nhiều người đi theo sư thích minh tuệ cho biết sư như có một hấp lực một từ trường khiến khi cảnh ông sẽ thấy tâm an lạc thanh thản bởi sư đã buông bỏ tất cả kể cả mạng sống của mình Do vậy lòng sư an lạc và truyền được sự an nhiên đến được với người chung quanh. Giữa con đường thiên lý, sư luôn nở nụ cười, nụ cười mang đến cho mọi người hạnh phúc. Đó chính là sức hấp dẫn của sư. Người ta đành lễ, sư bảo hãy đành lễ Phật, Pháp, Tăng, chứ sư đang tu học không dám nhận lễ. Để ý thấy rằng khi có người quỳ lại, sư đều ngoảnh mặt sang chỗ khác và không lại hay vái trả. Hành động tế nhị đó cho thấy sư không nhận sự vái lại này theo dõi khi sư bắt đầu nổi tiếng từ lúc đến hà tĩnh có hai lần sư vái lại một lần sư vái trả lễ khi một sư cô đành lễ đó là sư vái trả một kẻ tu hành và một lần ông và các đồng tu lại một tượng phật dưới trời mưa tầm tá ở quảng trị khi một đạo hữu vừa thành một tượng phật xin sư minh tuệ chứng minh khi đoàn bắt đầu đến quảng bình người dân bắt đầu đi theo đoàn quá đông sư đã nhiều lần ôn tồn khuyên mọi người không nên tụ tập nên về lo việc nhà kể cả khi sư bị đám đông xô đẩy đụng chạm sư vẫn không biểu lộ sự khó chịu hay phiền nhiễu mà chỉ nhỏ nhẹ với lời khuyên và lời chúc mọi người hạnh phúc như vậy sư đã chẳng còn sân si giận dữ nữa ngay khi ở quảng nam sư đã bị đánh gãy răng tóe máu sư vẫn bình thản mà chúc người ta hạnh phúc bình an đấy cũng là một cách tu đấy hai tay lãnh đạo xã ở quảng trị không cho phép đoàn của sư nghỉ đêm ở nghĩa trang sư vẫn mỉm cười và chúc cho họ hạnh phúc Điềm Tĩnh tiếp tục hành trình để tìm chỗ nghỉ chân. Khi chiều về, trong nghĩa trang hay bãi đất trống, sư cũng luôn có một khoảng cách nhất định với những người đi theo đồng tu. Đó là cách để chứng minh sư không chủ trương tụ tập, tổ chức lập tăng đoàn để chính quyền không có lý do bắt bẻ. Rất nhiều người chất vấn, trao đổi với sư về kinh sách, tu tập. Sư luôn trả lời đơn giản, mộc mạc, dễ hiểu và ngắn gọn. Bởi sư không phải là người thuyết pháp mà sư là người hành pháp Hơn nữa nhiều người đặt câu hỏi Theo kiểu hỏi đố Để kiểm tra việc tu học của sư Ông biết điều đó Nên không diễn giải dài dòng Sư chỉ nói việc giữ giới Tu theo lời Phật đã dạy là đủ Không đi sâu vào kinh sách Thuyết giảng giữa trộn rộn Ô nào của hàng trăm con người Cũng là lối xử sự, sự khôn ngoan Lúc hàng trăm người chen chúc nhau Cúng dường thức ăn Khi đoàn người đồng tu đã lên đến 70 người việc trà trộn để mang lại nguy hiểm trong các thức ăn, nước uống có thể xảy ra. Sư chọn cách tự mỗi người hay nhóm nhỏ đến từng nhà bất kỳ để xin ăn, không nhận món ăn cúng giữa đường. Đó là cách hay nhất để tránh những hiểm nguy đầu độc có thể xảy đến. Biết tin Thầy Minh Thiện qua đời vì sốc nhiệt, đột quỵ sau mấy ngày theo đoàn. Đôi mắt của Sư không còn vui, chất chứa niềm thương tiếc và kể từ hôm đó, trên vai của Sư Minh Tuệ xuất hiện một giải khăn tang trắng, đó là sự tinh tế khiến người có chút suy nghĩ sẽ cảm thông. Hành động chia buồn và nối tiếc tuy lặng lẽ nhưng đầy cảm xúc. Giờ đây trước những trộn rộn của truyền thông của hàng trăm hàng ngàn người cứ theo sư trên đường, sư đành phải ẩn tu. Có lẽ đó là giải pháp tốt nhất trong thời điểm này. Mọi người đang lo cho sự an toàn, sức khỏe của sư, đó là việc đương nhiên vì sức ảnh hưởng của sư quá lớn đoàn của sư giờ tan tác cả mỗi người mỗi ngả lúc này mới rõ ai là người quyết tâm tu người nào chỉ là kẻ lùa theo ngọn gió với mục đích riêng thầy minh tảng minh trí trơn trí như ngộ và vài vị nữa không nhớ tên vẫn đang tiếp tục con đường tu học đó là những người đáng trân trọng xem đoạn thầy như ngộ vẫn tiếp tục hành trình cô độc giữa đường với làn da rám nắng mới hiểu được quyết tâm của người trẻ tuổi này cứ xem như sư minh tuệ tạm yên một thời gian nhưng sư vẫn tiếp tục con đường đã chọn. Nghĩa là sư sẽ vẫn tiếp tục đi trên con đường của một người tu theo hạnh đầu đà. Không có gì có thể cản trở khát vọng của sư. Mong mọi người đừng gán cho sư là Phật sống, là Bồ Tát, là A-La-Hán rồi rồng rắn theo sư như cũ. Hãy để cho sư yên tâm tu tập. Hãy xem sư là bậc chân tu. Bậc chân tu đó như luồng ánh sáng, soi rõ đám tà tăng, xàm tăng, ác tăng ở trong các chùa to, tượng lớn, đang mê muội nhiều người. Ánh sáng của bậc chân tu minh tuệ cũng đã khiến nhiều người tỉnh thức, thay đổi tư duy, hiểu ra thế nào là tránh pháp, giác ngộ, được thế nào là một cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Nó không phải là tiền tài, danh vọng, cũng chẳng phải cứ cầu, cúng dường nhiều là được phước. Ánh sáng của sư minh tuệ đã giúp người đời hiểu rõ hơn về Phật Pháp. Đó là điều lớn nhất sư minh tuệ đã mang đến cho đời. Thưa quý vị, biếm, làm cách này với sư minh tuệ chính quyền sẽ được lợi trăm bể bình luận từ facebook theo đài gia lai ông lê anh tú hành giả minh tuệ đã nhận căn cước công dân tôi ước giá mà chính quyền làm giúp cho ngài anh tú cái giấy thông hành xuyên biên giới rồi khuyên ngài đi bộ từ việt nam sang ấn độ thì tốt đi qua các nước lào thái lan myanmar thì chỉ cần có hộ chiếu và các nước bangladesh và ấn độ thì cần xin visa của hai quốc gia này đặc biệt nếu muốn hoành tráng thì bộ ngoại giao có thể gửi công hàm cho một số quốc gia lân bang đề nghị tạo điều kiện cho ngài anh tú đi qua. Sau đó chính quyền tổ chức một lễ tiễn ngài tại cửa khẩu bờ Y Tum để quảng bá cho thế giới biết trước về hành trình của ngài. Ngoài ra công ty vệ sĩ nào đó có thể cử một đến hai vệ sĩ kiêm phiên dịch cùng đi bộ hành với ngài để hỗ trợ ngài việc phiên dịch giao tiếp với dân chúng các nước. Nếu mà làm được như vậy tôi nghĩ rằng sẽ đạt được nhiều điều tốt đẹp. Một là, khi ngài Minh Tuệ không còn ở Việt Nam nữa thì giáo hội và chính quyền sẽ không còn phải lao tâm khổ tứ xử lý khủng hoảng truyền thông liên quan đến ngài. Hai là, ngài tu hành đầu đà vân du thì các YouTuber ở các nước khác sẽ quay và đưa lên mạng cho cả thế giới xem. Như vậy, Việt Nam sẽ ngày càng nổi tiếng và được thế giới quý trọng khi có một vị tu hành khổ hạnh bộ hành vạn dặm, không thua gì ngài Tam Tạng khi xưa. Đặc biệt Mỗi khi có đoàn chư tăng ở các nước Thái Lan, Myanmar quỳ bên đường để đành lễ Ngài Minh Tuệ đi qua, rồi YouTuber quay lại phát trên mạng, thì cả thế giới sẽ càng ngưỡng mộ người dân Việt Nam. Ba là, khi Ngài Minh Tuệ vân du ở Thái Lan, Myanmar, dân chúng các nước đó kéo hàng chục nghìn người đi theo. Nếu gây tắc đường, thì cảnh sát các nước đó xử lý, trong khi Việt Nam không còn phải lo tắc đường vì sự bộ hành của Ngài. Bốn là, Đám Việt Tân sẽ không còn lợi dụng được ngài để công kích Phật giáo Việt Nam, sẽ chỉ có Thái Tân và Myanmar Tân công kích giáo hội Thái Lan với giáo hội Myanmar. Trong khi giáo hội Việt Nam khỏe re. Năm là, giả dụ trên đường Vân Du sang Thái Lan, dân chúng Thái Lan nếu có người vì lòng kính ngưỡng ngài, đem cái nồi cơm đúc bằng vàng ròng đổi lấy nồi cơm điện của ngài thì ngài sẽ có thứ đem về nước làm quà tặng cho chính quyền khi đó, chính quyền sẽ thấy rằng việc bộ hành của ngài ngoài giá trị về mặt tinh thần cũng có thể đem về vật chất. Sự nhất quán của Phật sĩ Thích Minh Tuệ, bài bình luận trên Facebook mạc văn trang. Kính thưa quý vị, trước hết thuật ngữ Phật sĩ dùng cho Thích Minh Tuệ có lẽ thích hợp hơn cả. Một facebooker đã gợi ý cho tôi dùng danh xưng này thay cho sư, tu sĩ, khất sĩ, tiên sinh, ngài đối với Thích Minh Tuệ. Phật sĩ vì ông luôn nói chỉ tu theo Phật dạy, chứ không theo ai cả. Bài viết này muốn nói về sự nhất quán của Phật sĩ Minh Tuệ, cũng là trao đổi lại với một vài ý kiến hiểu khác vô tình hoặc cố ý về Minh Tuệ. Có ý kiến cho rằng, tu thì phải có chùa tịnh xá, tịnh thất, có thầy, có quy y tam bảo. Minh Tuệ tự tu như vậy là không đúng phép tắc. Minh Tuệ nhiều lần nói rằng, con tu theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chứ không theo ai cả. Không ai nói Pháp bằng Ngài An An, không ai tu hạnh đầu đà bằng Ngài Ca Diếp, nhưng lúc tại thế, Đức Phật không bảo ai tu theo A Nan hay Ca Diếp cả. Đức Phật ở trong tâm, Đức Phật ở khắp nơi, mình ngồi giữa trời, niệm Phật, xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, rồi tự mình trì giới, thực hành tu theo lời Phật dạy. Phật dạy sao? Mình thực hiện đúng như vậy. Khởi thủy Đức Phật đi tu, đâu có chùa, có quy y. Phép tắc do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đặt ra, Minh Tuệ có là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đâu mà phải theo. Tu thì phải đọc bao nhiêu kinh sách, thiền định, nghe giảng Pháp mới có trí tuệ. Tu không trí tuệ là vô minh. Tu theo hạnh đầu đà là phải ẩn tu, ra xã hội gây ồn ào, khoe hình ảnh bản thân là phạm giới. Lê Anh Tú đã nghe Pháp, đọc sách Phật Pháp, đọc lời Phật dạy có hết trên mạng, rồi mới thấy dù có công việc tốt, tiện nghi đầy đủ, nhưng không cảm thấy hạnh phúc nên mới xin cha mẹ cho xuất gia đi tu. Con tu ở chùa 2 năm, có pháp danh là Thích Minh Tuệ, như học từ lớp 1 rồi có người chỉ cho mới biết cao hơn. Nhưng con thấy tu ở chùa không hợp nên mới ra ngoài lên núi ẩn tu. Sau thời gian ở một chỗ, con thấy mình không có cơ hội xúc chạm xã hội để thử thách tham sân si nên con quyết định bộ hành từ Nam ra Bắc rồi ngược lại. Hãy nghe tất cả những lời minh tuệ trò chuyện tự nhiên với bất kỳ ai suốt 6 năm qua xem có trí tuệ không. Có chỗ nào không đúng căn bản lời Phật dạy. Hơn nữa, các giáo lý trong kinh sách chỉ là tham khảo. Muốn đạt đạo thì tự bản thân phải thực hành trải nghiệm. Minh tuệ đã làm đúng theo lời Phật dạy. Đức Phật hay Ngài Ca Diếp cũng phải đi các làng để khất thực, sao gọi là ẩn tu. Người ta bám theo, khen, chê, tung hô là những xúc chạm xã hội thử thách nhưng mình không hề dính mắc vào thì càng vững vàng chứ sao. Tu là sửa để cho mình sống tử tế, an lạc, hạnh phúc, chứ tu hành xác, khổ hạnh. Như Lê Anh Tú thì tu làm gì? Theo thiền nghĩ, tu theo đạo Phật cũng có rất nhiều trường phái, pháp môn và nhiều cấp độ. Cấp độ thấp nhất là người thế gian nghe lời Phật tu là sửa hay gọi là tu tâm. Như vợ chồng tôi, tu là sửa, bảo nhau buông bỏ, giải thoát khỏi tham sân si, ngã chấp, vọng tưởng càng nhiều càng tốt, không sát đạo tà dâm không nói dối sống ngay thẳng thật thà sống đơn giản thanh tịnh an lạc hòa vui từ bi trí tuệ tu thế này vẫn đọc sách phật nghe pháp của những sư thật tin tưởng nhưng không đi chùa không tụng kinh cúng dường tôi nghĩ đa số dân ta tu tâm như vậy cũng rất tốt cấp độ tu cao hơn là quy y tam bảo thành phật tử và đi chùa có hội đoàn theo số liệu thống kê của giáo hội phật giáo việt nam cả nước có gần 45 triệu tín đồ quy y Tam Bảo, có 1,52 đơn vị gia đình Phật tử và khoảng 44.000 tăng ni hơn 14.000 tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật. Cấp độ này có gần 45 triệu người, nếu tu đúng là đại phúc, tu sai là đại họa cho dân tộc. Cấp độ tu xuất gia thành sư chuyên nghiệp với khoảng 44.000 tăng ni hơn 14.000 tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật. Đây giống như các nhà giáo với hệ thống nhà trường trong này có nhiều cấp bậc trình độ từ giáo viên mầm non tiểu học trung học đại học giáo sư viện sĩ cấp độ tu hạnh đầu đà như thích minh tuệ chỉ có một vì nó khó nhất nhằm giải thoát khỏi luân hồi sinh tử đạt tới thành phật con đi tu là để cầu giải thoát khi đắc đảo tránh đẳng tránh giác con mới đền đáp được công ơn cha mẹ khi nào con thành tựu được tránh đẳng tránh giác con mới giảng pháp cho mọi người được Việc giữ giới là quan trọng đầu tiên trong giới định tuệ. Không giữ giới thì không tu được thành Phật. Mục đích, lý tưởng tu của Phật sĩ Minh Tuệ là rõ ràng, dứt khoát, khác hẳn các cấp độ tu khác. Cho nên ta thấy Minh Tuệ trì giới đến tột cùng, buông bỏ, giải thoát tột cùng. Khoảng 40.000 -4 tăng ni của giáo hội Phật giáo Việt Nam có ai tu như Phật sĩ Minh Tuệ? Vì vậy đừng đem cái tâm phạm, lòng dạ hẹp hòi, tà tư duy ra đánh giá Phật sĩ thích Minh Tuệ gần đây có ý kiến cho rằng tu gì mà không báo hiếu cha mẹ thì cũng vứt đi câu này là lợi dụng câu trả lời của phật sĩ minh tuệ sau khi về thăm gia đình trả lời phóng viên rằng con coi bố mẹ mình cũng như bố mẹ mọi người thôi con biết ơn sinh thành của họ nên con mong sớm thành tránh quả để con báo hiếu cho cha mẹ câu trả lời này hoàn toàn nhất quán với những câu minh tuệ đã nói trước đây con coi mọi người đều là anh em cha mẹ con đó là minh tuệ đã giải thoát khỏi mọi dính mắc kể cả tình cảm gia đình và giữ đúng giới luật báo hiếu của minh tuệ là con đi tu là để cầu giải thoát khi đắc đạo tránh đẳng tránh giác con mới đền đáp được công ơn cha mẹ đem cái tâm phàm ra phê phán bậc tu hành như ngài thích minh tuệ quả là đắc tội có người cho rằng minh tuệ đã bị công an tẩy não lại trở về lê anh tú rồi cấp căn cước công dân bắt ký giấy tự nguyện ẩn tu thông tin đó là không chính xác, thiếu thiện tâm, Minh Tuệ khẳng định, căn cước công dân nếu tạo điều kiện để mình tu tập bình thường thì đó là tốt đẹp. Trả lời PV báo người lao động chiều ngày 10 tháng 6, 2024, Minh Tuệ nói, Mấy ngày trước, có anh trai ngày nào cũng đưa cơm tới cho con. Nhưng sống như thế, con thấy không đúng với hạnh đầu đả. Ngày hôm nay, con đi ra khất thực. Tự mình ra tới nhà dân, người ta cho cái gì, mình mang tới nhà hoang dùng, và kiếm chỗ yên tĩnh để ngồi tu hành. Khi nào thuận lợi, lại đi. Kết luận Phật sĩ Thích Minh Tuệ là người tu ở bậc cao khó nhất, có mục đích, lý tưởng rõ ràng, là thành Phật và kiên định theo đuổi lý tưởng đó đến cùng. Kể cả có chết, cũng bình thản. Lý tưởng đó có viển vông không? Hoàn toàn không. Vì chính Đức Phật từng nói, ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Người nung nấu, toàn tâm, toàn ý theo đuổi lý tưởng đó, đã 8 đến 9 năm nên mọi suy nghĩ, lời nói, hành động đều nhất quán tuân theo lý tưởng. Người đã buông bỏ tận cùng, vượt qua mọi thử thách, hành trì 13 hạnh đầu đà được ngần ấy năm, nên luôn cảm thấy tin tưởng, hạnh phúc. Tôi nhớ một nhà tâm lý học đã viết, Lý tưởng là cái vì nó mà người ta sống, và dưới ánh sáng của nó, người ta hiểu ý nghĩa của cuộc đời. Không hiểu được lý tưởng của Phật sĩ Thích Minh Tuệ, thì mọi phán xét đều chật Ông Thích Trân Quang và kinh thất kinh. Một bạn đọc gửi cho tôi một đoạn trích nói rằng đó là kinh bát chánh đạo. Tôi nói bát chánh đạo là con đường chân chính để giải thoát của nhà Phật. Làm gì có kinh bát chánh đạo trừ khi ai đó bịa ra nó. Quả nhiên, kinh bát chánh đạo là một sản phẩm do ông Thích Chân Quang biên soạn. Nó thậm chí được chạy trên nền tảng Zing mp Tôi không biết là một trụ trì có được phép viết kinh không, nhưng theo như tôi biết, kinh Phật của tất cả các phái bộ đã được san định hàng nghìn năm nay. Những bậc cao tăng hàng đầu cũng chưa có ai viết kinh, chỉ có chú dịch, cũng có thể cái biết của tôi còn hạn hẹp. Và đây là một đoạn mà đệ tử ông Quang thi nhau truyền tụng trong kinh của ông ấy. Đừng chê bai bừa bãi, kẻo xúc phạm bậc hiền, nhiều kiếp tổn phước duyên, có khi sinh cầm thú. Thử phân tích, hai câu đầu đã xô đổ tinh thần chúng sinh bình đẳng của Đạo Phật xúc phạm ai cũng giống nhau đối với bậc hiền nếu là người tu thì ai xúc phạm mình còn được xem là đang bố thí ba la mật cho mình vì nó giúp người tu định trong thử thách nói như vậy không có nghĩa là kẻ xúc phạm không bị quả báo tuy nhiên ngoài nhân quả thế gian thì cái nghiệp của người đó đã thành kiếp sau hoặc vài kiếp nữa mới bị quả báo khẩu nghiệp làm sao ông quang biết sinh cầm thú phật lại dạy nhân ai quả người đó Tại sao một người bị khẩu nghiệp mà bắt một đứa trẻ làm cầm thú để trả nghiệp cho cha mẹ chúng được? Chỉ bốn câu kinh thất kinh dùng dợ này, ông Quang đã trà đạp tránh ngữ, tránh tư duy, tránh kiến, tránh nghiệp. Làm sao có tránh tinh tấn, sao có thể gọi là tránh pháp, tránh đạo? Chỉ với bốn câu này, ông Quang đã trà đạp toàn bộ giá trị triết lý và tinh thần nhân văn của Đạo Phật. Tương tự như khi ông sửa giới, mắng ai phản bội thầy không xứng làm chó, dọa ai xúc phạm chùa ông sẽ bị chư thiên đánh chết thưa chư thiên không có rảnh và chư thiên yêu thương cả những gì tăm tối họ không cay nghiệt như ông đặt tên chùa lấy chữ phật và chữ quang có trong tên riêng dựng tượng hao hao mình sửa giới tự viết kinh trong quan sát cá nhân tôi thấy ông quang là người mang tham vọng không đơn giản bởi vậy xin đề nghị ban tôn giáo chính phủ không chỉ thẩm tra các bài thuyết pháp của ông quang mà nên thẩm tra toàn bộ hệ thống giáo lý tại Chùa Phật Quang Cá nhân tôi nghĩ rằng Ở đó ông Quang không theo đạo Phật Mà chỉ mượn nó để hí lộng nhân quần mà thôi Bình luận từ Facebook Sư Minh Tuệ, bài viết của tinh dân Kính thưa quý vị Cho đến thời điểm này Sự kiện Sư Minh Tuệ không chỉ là hiện tượng tôn giáo Mà còn là một hiện tượng xã hội Và đã bắt đầu mang màu sắc chính trị Đã có quá nhiều bài viết và ý kiến về việc hành đạo của Sư đồng tình ca ngợi có phản đối phỉ báng có nhưng không thể ngăn chặn được sự quý trọng và tôn sùng của rất nhiều người người theo đạo Phật người không tôn giáo kể cả những người theo các tôn giáo khác cũng tán thán và tôn thờ sự tu tập của sư trong bài viết ngắn này không bàn đến phương pháp tu tập của sư Minh Tuệ nữa mà chỉ nói thêm một chút về cách xử sự thông minh bản lĩnh trí tuệ sự hòa nhã và tinh tế của sư trước mọi tình huống trong quá trình hành đạo trên đường. Trong những ngày đầu, cách đây gần 6 năm, sư chọn cách đi khất thực theo hạnh đầu đà. Những ngày đầu sư vẫn còn mang áo vàng và xưng thầy với mọi người. Nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó, sư tiên liệu được rằng vì giáo hội không cho phép tu sĩ đi khất thực nên tiếp tục như thế sẽ bị phản ứng và kết tội. Do đó, sư mang bộ y phấn tảo, ôm bình bát là nồi cơm điện và không nhận mình là tu sĩ, không trực thuộc giáo hội xưng với mọi người là con bỏ chữ thích mà chỉ gọi là minh tuệ đó là một cách chọn lựa khôn ngoan thế nhưng khi sư nổi tiếng giáo hội lại ban hành công văn thông báo sư minh tuệ không phải là tu sĩ không trực thuộc giáo hội đó là một việc làm thừa thãi và lộ bản chất sân si của kẻ mang danh đại diện cho giáo hội bởi ngay từ đầu sư minh tuệ có nhận mình là tu sĩ đâu sư xưng mình là con của mọi người xem mọi người là cha mẹ anh em sư bảo sư vẫn còn đang tu tập nên chưa thể làm thầy ai cả. Do vậy, giáo hội đã bị việt vị bởi công văn này và qua đó cho thấy sư Minh Tuệ đã nhìn thấy trước sự việc sẽ diễn ra. Khi đi bộ hành trên đường, khi đến bất cứ chỗ nghỉ nào, sư đều ngồi kiết giả. Trên khoảnh đất, dưới gốc cây, trên mỏm đá treo leo hay chỉ là một thềm nhà, sư luôn ngồi kiết giả. Ngồi được như thế phải trải qua một thời gian tu tập mới có được. Đó là chưa kể hàng đêm, sư vẫn ngồi với tư thế ấy, để ngủ ngồi. Kiểu ngồi đấy chứng minh sư đã là người tu tập rất lâu năm cùng với sự kiên trì. Không có bản lĩnh sẽ không làm được thế. Bước chân sư thoan thoát trên đường dù mưa hay nắng với nụ cười đầy bao dung. Khi có quá nhiều người cạo đầu theo sư, sư tuyên bố sư chưa đủ điều kiện nên không thu nhận đệ tử. Ai muốn thì cứ gia nhập, theo không được thì về. Không đồng tình và cũng chẳng từ chối ai. Thế nhưng sư vẫn giữ một khoảng cách để không bị kết tội là tụ tập, rủ dê, tổ chức mọi người. Khi đoàn đã quá đông, sư luôn đi cuối cùng, tách biệt với đoàn một khoảng cách. Đó là một chọn lựa khôn ngoan, dù sư vẫn giúp đỡ mọi người trong đoàn lúc nghỉ ngơi, dạy cho mọi người may y, giải thích những yêu cầu của người tu theo hạnh đầu đà. Nhiều người đi theo sư cho biết, sư như có một hấp lực, một từ trường khiến khi cạnh sư sẽ thấy tâm an lạc, thanh thản. Bởi sư đã buông bỏ tất cả, kể cả mạng sống của mình, do vậy lòng sư an lạc và truyền được sự an nhiên đến được với người chung quanh. Giữa con đường thiên lý, sư luôn nở nụ cười, nụ cười mang đến cho mọi người hạnh phúc. Đó chính là sức hấp dẫn của sư. Người ta đành lễ sư, sư bảo hãy đành lễ Phật pháp Tăng chứ sư đang tu học không dám nhận lễ. Để ý thấy rằng khi có người quỳ lại, sư đều ngoảnh mặt sang chỗ khác và không lại hay vái trả hành động tế nhị đó cho thấy sư không nhận sự vái lại này theo dõi khi sư bắt đầu nổi tiếng từ lúc đến hà tĩnh có hai lần sư vái lại một lần sư vái trả lễ khi một sư cô đành lễ đó là sư vái trả một kẻ tu hành và một lần sư và các đồng tu lạy một tượng phật dưới trời mưa tầm tá ở quảng trị khi một đạo hữu vừa thỉnh một tượng phật xin sư minh tuệ chứng minh khi đoàn bắt đầu đến quảng bình người dân bắt đầu đi theo đoàn quá đông Sư đã nhiều lần ôn tồn khuyên mọi người không nên tụ tập, nên về lo việc nhà. Kể cả khi sư bị đám đông xô đẩy, đụng chạm, sư vẫn không biểu lộ sự khó chịu hay phiền nhiễu mà chỉ nhỏ nhẹ với lời khuyên và lời chúc mọi người hạnh phúc. Như vậy, sư đã chẳng còn sân si, giận dữ nữa. Ngay khi ở Quảng Nam, sư đã bị đánh gãy răng, tué máu, sư vẫn bình thản mà chúc người ta hạnh phúc, bình an. Đấy cũng là một cách tu đấy hai tay lãnh đạo xã ở quảng trị không cho phép đoàn của sư nghỉ đêm ở nghĩa trang sư vẫn mỉm cười và chúc cho họ hạnh phúc điềm tĩnh tiếp tục hành trình để tìm chỗ nghỉ chân khi chiều về trong nghĩa trang hay bãi đất trống sư cũng luôn có một khoảng cách nhất định với những người đi theo đồng tu đó là cách để chứng minh sư không chủ trương tụ tập tổ chức lập tăng đoàn để luật pháp không có lý do bắt bẻ rất nhiều người chất vấn trao đổi với sư về kinh sách Tu tập, sư luôn trả lời đơn giản, mộc mạc, dễ hiểu và ngắn gọn. Bởi sư không phải là người thuyết pháp, mà sư là người hành pháp. Hơn nữa, nhiều người đặt câu hỏi theo kiểu hỏi đố để kiểm tra việc tu học của sư. Sư biết điều đó, nên không diễn giải dài, dài dòng. Sư chỉ nói việc giữ giới, tu theo lời Phật đã dạy là đủ. Không đi sâu vào kinh sách, thuyết giảng giữa trộn rộn, ồn ào của hàng trăm con người cũng là lối xử sự, sự khôn ngoan lúc hàng trăm người chen chúc nhau cúng dường thức ăn, khi đoàn người đồng tu đã lên đến 70 người. Việc trà trộn để mang lại nguy hiểm trong các thức ăn, nước uống có thể xảy ra. Sư chọn cách tự mỗi người hay nhóm nhỏ đến từng nhà bất kỳ để xin ăn, không nhận món ăn cúng giữa đường. Đó là cách hay nhất để tránh những hiểm nguy đầu độc có thể xảy đến. Biết tin thầy Minh Thiện qua đời vì sốc nhiệt, đột quỵ sau mấy ngày theo đoàn, đôi mắt của sư không còn vui chất chứa niềm thương tiếc và kể từ hôm đó trên vai của sư minh tuệ xuất hiện một giải khăn tang trắng đó là sự tinh tế khiến người có chút suy nghĩ sẽ cảm thông hành động chia buồn và nối tiếc tuy lặng lẽ nhưng đầy cảm xúc giờ đây trước những trộn rộn của truyền thông của hàng trăm hàng ngàn người cứ theo sư trên đường sư đành phải ẩn tu có lẽ đó là giải pháp tốt nhất trong thời điểm này mọi người đang lo cho sự an toàn của sư lo lắng cho sức khỏe của sư. Đó là việc đương nhiên vì sức ảnh hưởng của sư quá lớn. Đoàn của sư giờ tan tác cả, mỗi người mỗi ngả. Lúc này mới rõ ai là người quyết tâm tu, người nào chỉ là kẻ lùa theo ngọn gió với mục đích riêng. Thầy Minh Tảng, Minh Trí, Trơn Trí, Như Ngộ và vài vị nữa không nhớ tên vẫn đang tiếp tục con đường tu học. Đó là những người đáng trân trọng. Xem đoạn thầy Như Ngộ vẫn tiếp tục hành trình cô độc giữa đường với làn da dám nắng, mới hiểu được quyết tâm của người trẻ tuổi này cứ xem như sư minh tuệ tạm yên một thời gian nhưng theo ý của sư sư vẫn tiếp tục con đường đã chọn nghĩa là sư sẽ vẫn tiếp tục đi trên con đường của một người tu theo hạnh đầu đà không có gì có thể cản trở khát vọng của sư mong mọi người đừng gán cho sư là phật sống là bồ tát là a la hán rồi rồng rắn theo sư như cũ nữa hãy để cho sư yên tâm tu tập hãy xem sư là bậc chân tu bậc chân tu đó như luồng ánh sáng soi gió đám tả tăng, sàm tăng, ác tăng ở trong các chùa to, tượng lớn đang mê muội nhiều người. Ánh sáng của bậc chân tu minh tuệ cũng đã khiến nhiều người tỉnh thức, thay đổi tư duy, hiểu ra thế nào là chánh pháp, giác ngộ được thế nào là một cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Nó không phải là tiền tài, danh vọng, cũng chẳng phải cứ cầu, cúng dường nhiều là được phước. Ánh sáng của sư minh tuệ đã giúp người đời hiểu rõ hơn về Phật Pháp. Đó là điều lớn nhất sư minh tuệ đã mang đến cho đời. Kính thưa quý vị, khả năng còn lâu sư minh tuệ mới được tự do khất thực. Bài viết của tác giả Y Nhi, Thời báo Dè. Ngày 9 tháng 6, Facebooker nổi tiếng Dương Quốc Chính bình luận tại sao ông Minh Tuệ phải ẩn tu. Vụ sư Minh Tuệ lên VTV, mình cho là người ta muốn giấu biệt chỗ ở của ông ấy, nên phóng viên liên liên cũng không được biết. Thế nên, họ mới phải ghép cảnh phỏng vấn cảm tưởng như đối diện thường nếu phỏng vấn ngoài trời thì phóng viên sẽ đi lại cho cảnh sinh động chút nhưng ở đây phóng viên đứng yên chém như ở studio rồi người ta ghép cái background mờ mờ phía sau vào nhưng background chỗ thầy ngồi và chỗ em phóng viên không khớp nhau về ánh sáng cũng như bao cảnh ngay cả cái cây sau thầy khả năng lớn cũng là ghép tương tự thôi quanh đầu thầy vẫn còn viền đen cắt chưa hết trong khi nền phía sau lại trắng nền lộ Viền đen đó là từ background nền gốc, có thể là trong phòng hoặc chỗ có nền tối. Anh em an ninh quay phim lần sau rút kinh nghiệm. Khi quay, nên căng mảnh vải xanh phía sau để cắt ghép nền cho dễ và chuẩn. Như video quay em liên liên là chắc có màn hình xanh phía sau nên nhìn nó tự nhiên hơn. VTV nên cũng khác một chút. Theo mình dự đoán, đoạn quay thầy không phải do VTV quay mà chắc mấy anh An quay thôi. Rồi chuyển cho VTV cắt ghép với đoạn phỏng vấn, sao cho nó giống thật. Cô liên liên này chắc không biết thầy ở đâu. Nói đi cũng phải nói lại. Chuyện này mình đã viết từ khi mới có vụ việc xảy ra. Đó là, bên an ninh họ rất dị ứng với đám đông mất kiểm soát, đi lang thang ngoài đường lâu ngày, khác gì đi biểu tình đâu. Người ta càng e ngại các lãnh tụ tinh thần nằm ngoài sự kiểm soát của họ. Tất nhiên, hiện tại chưa sao, vì team này cơ bản là ngoan, đúng lẻ, nhưng đám đông hỗn loạn rất dễ bị nhóm khác lợi dụng để thực hiện mục tiêu khác. Anh em nên nhớ là cách mạng tháng 8 diễn ra ở Hà Nội, bắt đầu từ một đám đông không phải do Việt Nam tổ chức, mà là của Tổng hội Công chức tổ chức để mít tinh ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim ngày 17 tháng 8, 19 vòng 5 ở quảng trường nhà hát lớn. Thế rồi, các ông Việt Minh nhảy ra cướp diễn đàn, cướp mic, dương cờ, dùng luôn đám đông đó để đi tuần hành. Đám đông đó mất kiểm soát do Nhật mặc kệ. Trong khi chính phủ thì không có quân đội, cảnh sát, bảo an thì leo tèo và lưng chừng. Đi cướp chính quyền mà không bị đàn áp thì cứ đi cho nó vui, ảnh hưởng gì đâu. Thế là cách mạng thành công một cách tương đối ngẫu nhiên như vậy. Nên nhớ là Hà Nội hành động tự phát, chứ Trung ương không có chỉ đạo cụ thể. Đấy là bài học đầu tiên của trường an ninh đó. Họ có chính quyền nhờ đám đông kiểu vậy thì giờ họ sẵn sàng đập quả trứng vịt lộn để tránh con vịt ra đời vì thế anh em đừng có thắc mắc về cái video kia nữa mà cũng không nên tấn công em phóng viên liên liên làm gì người ta làm công ăn lương sếp bảo làm thì làm không thì nghỉ việc chủ trương lớn là từ lãnh đạo cấp cao rồi tấn công một tốt phải tội ra càng trái với quan điểm của ông minh tuệ về vụ này bản chất là họ muốn dẹp đám đông chứ không phải muốn chặn hành vi tu theo hạnh đầu đà hay khất thực đâu nên bảo là họ đàn áp tôn giáo cũng không đúng đấy là họ chặn cái gốc rễ dẫn tới đám đông mất kiểm soát mà thôi nếu đám đông không còn hỗn loạn giống dân thái cam cúng dường đồ ăn cho sư khất thực thì ông ấy sẽ vẫn được tu theo mong muốn sáu năm qua ông ấy có bị sao đâu e là với tính hiếu kỷ và sự cuồng tín theo truyền thông mạng xã hội của đám đông hiện nay thì thời điểm ông minh tuệ được ra đường cũng khá lâu đó có lẽ mất vài năm là ít. Mình dự là ông ấy đang ở một chỗ có sự kiểm soát bởi chính quyền, có thể hiểu là giam lỏng cũng được và được đối xử tử tế, nhưng người dân sẽ không thể tìm được ông ấy đâu. Kính thưa quý vị, thời gian gần đây, sự việc thầy Thích Minh Tuệ đi bộ khất thực tại Việt Nam đã trở thành một đề tài lớn, được dư luận trong và ngoài nước quan tâm theo dõi và thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Đặc biệt sau biến cố dạng sáng ngày 3 tháng 6, khi thầy Thích Minh Tuệ cùng toàn bộ đoàn đi bộ khất thực của ông bị lực lượng hàng trăm công an Việt Nam đột kích, bắt cóc trong lúc họ đang ngủ thì dư luận lại càng dậy sóng. Hơn 800 cơ quan báo đài của nhà nước Việt Nam đã im lặng trước hành động đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền. Không những thế, ngay cả đài truyền hình quốc gia VTV lại tiếp tay tạo dựng các video clip giả tạo để tiếp tục lừa dối người dân trong nước và quốc tế, nhằm che giấu sự vô pháp của các lãnh đạo Đảng Cộng sản, những kẻ đã ra lệnh đàn áp này. Truyền thông hải ngoại và quốc tế cùng những người dân trong và ngoài nước ngay lập tức đã đưa ra các thông tin xác thực vạch trần âm mưu và thủ đoạn đen tối của nhà cầm quyền Việt Nam, buộc họ phải thả thầy Thích Minh Tuệ để ông tiếp tục hành trình đi bộ khất thực, điều mà ông đã làm trong nhiều năm qua. Hiện nay Thầy Thích Minh Tuệ đang bị đang bị quản thúc hay còn gọi là bị giam lỏng tại tỉnh Gia Lai. Thầy không được phép đi ra khỏi khu vực này. Ngay cả khi đi khất thực trong khu vực này, luôn luôn có công an và an ninh bám sát thầy. Đây là một vụ việc lớn, có tác động sâu rộng trong lòng người dân Việt Nam. Là người đại diện cho nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Tô Lâm cần có trách nhiệm đảm bảo việc thực thi hiến pháp, mà trong đó quyền tự do tín ngưỡng được đã được ghi rõ trong Điều 24 Hiến pháp năm 2013. Nếu không làm được điều này, thì rõ ràng ông Chủ tịch đã không làm tròn trách nhiệm của người đứng đầu nhà nước, mà lại lúng túng như kẻ đang gặm phải cái gân gà. Quý vị vừa nghe xong bài viết có tựa đề Vừa lên Chủ tịch nước, Tô Lâm đã gặm phải cái gân gà của tác giả Trung Khoa, Thời báo Dè.